Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Chainsaw Man. Tình hình là rất tình hình luôn. Cái quần của mình nó sắp hư tới nơi rồi. Mà dòng sửa chữa thì mình chưa có tìm được. Giờ mặc thì cũng sợ là nó sẽ hư mất luôn ấy. Nên là thôi, chắc tạm thời mình sẽ treo nó lên. Rồi mình sẽ mặc tạm cái quần bằng xương mình mới nhặt được thôi. Cái này thì nó cộng cho thêm một chút tốc độ chạy nè. Khá là tiện lợi trong cái việc đi săn quỷ cũng như là đi khám phá của mình. Và bữa nay thì mình sẽ trở lại với cái việc là tìm thêm kim cương. Vì mình chỉ còn thiếu đúng một viên nữa thôi là đã có thể làm lại được một cái áo mới rồi. Và ngoài cái việc đi tìm thêm kim cương thì mình cũng muốn là đi tìm thêm cái molten sắt này. Loại vật liệu này có thể giúp mình làm ra được một cái thanh kiếm mà nó có thể đốt cháy những kẻ địch nè. Sát thương thì cũng khá cao, tốc độ đánh cũng vậy luôn. Rất là phù hợp với mình. Giờ thì chắc ưu tiên việc tìm kim cương trước đi. Mình thấy cái đó nó cần thiết hơn á. Ok, đi thôi. Úi xời. Chỗ mình các bạn cũng thấy rồi đó. Bữa nào cũng có zombie ở dưới nó hỏi thăm á. Nên cũng không tránh được cái trường hợp là thấy những cái con zombie nó té đụi đụi như vậy ha. Ủa, nhưng mà sao bữa nay lạ vậy ta? Nhiều Bochita xuất hiện dưới nhà mình lắm luôn. Quá trời quá đất Bochita nè. Mình sẽ bắt thêm. Trời ơi, đúng nhiều. Ở đây hai đúng không? What the heck? Nguyên một đàn Bochita luôn. Oh my god. Đã chưa? Tạm thời thì mình sẽ để mấy nhóc này ở dưới đi. Tại vì về sau á, mình có thể kiểu như sở hữu thêm nhiều cái sức mạnh khác. Thế nên là lâu lâu mình sẽ cần biến hình trở lại thành Chainsaw Man á. Những cái nhóc Bochita này sẽ giúp mình có được những trái tim. Mà mình để ý là bữa nào mình gặp Bochita á, là bữa đó kiểu mình hên lắm. Tín hiệu tốt cho cái chuyến đi bữa nay. Nhất là mình đang cần đi tìm kim cương nữa. Nè nè nè, chưa gì mình đã gặp một cái thợ săn quỷ đầu tiên trên cái hành trình này. Đây là Aki. Ui, Aki bắn tim với mình luôn rồi. Làm đồng đội của mình luôn rồi. Sao mà đỡ được. Rồi rồi rồi, mình mới tiễn thêm một anh bạn mới cực kỳ mạnh. Hôm bữa đi vài đường kiếm thôi đã gút toàn bộ cái phần trăm máu của mình luôn. Đó chính là Aki. Thanh kiếm này là thanh kiếm hạng real nè. Còn thanh kiếm mà mình đang cầm là thanh kiếm hạng rep 1-1 thôi. Cũng sở hữu sức mạnh đó, nhưng mà không mạnh bằng hạng real ha. Để bây giờ mình tìm một vài con quỷ nào đó mạnh mạnh, mình cho Aki thể hiện mới được. Ở dưới này mình thấy có cái hang khá là sâu nè. Tiềm năng đó nha. Mình sẽ đi xuống dưới thử luôn. Hang động thạch nhũ khá rộng. Ê, có thêm trái tim của quỷ bơm nữa nè. Ủa, kìa đó? Ở đây xuất hiện một thanh máu boss. Ui, ở đây có con boss thứ dữ. Ui, ui, lần này mình cần Aki trợ giúp. Aki đang đánh, Aki đang đánh kìa. Để coi coi. Đoạn thứ tư. Đánh đi Aki, đánh một tên thôi. Trời, Aki mạnh vậy mà không hạ được con boss này luôn. Ghê thiệt. Để mình thử dùng thanh kiếm của Aki mình đánh con boss này coi. Một. Ôi, chưa. Một, hai, ba, bốn. Đoạn quyết định. What? Con boss này đúng trâu. Dùng sức mạnh từ thanh kiếm đó mà vẫn không có thể hạ được nó. Thôi phải dùng tới khả năng biến hình từ Chainsaw Man thôi. Hi. Mình sẽ làm quỷ cưa để cưa cái con boss này ra. Wow, đây là con boss trâu nhất từ đầu tới giờ mà mình đối đầu luôn á. Cưa nó. Dồn nó vô góc, đúng rồi. Làm lẽ. Ơ nhưng mà Aki gần mất hết máu rồi kìa. Trời ơi, đàn ông gì mà yếu đuối vậy. Vô, tiếp tục. Hồi máu xong rồi phải quẩy tiếp tôi nào. Cứ đó. Trâu dã man luôn. Mình cứ tưởng là với thanh kiếm của Aki thì mình có thể ba hit là hạ được bất kỳ con nào á. Nhưng mà không. Con này là nằm trong số những cái con ngoại lệ rồi. Sau một hồi thì cuối cùng Aki cũng đã hạ được nó rồi. Và con boss nó rơi ra cho mình một cái áo giáp kim cương. What the heck? Sao mà đỡ được. Đánh thì hơi mệt đó, nhưng mà ít ra phần thưởng vậy thì cũng xứng đáng đi. Áo này thì nó không có bảo vệ, nhưng mà bù lại thì nó sẽ cho mình gai cấp độ 3, bảo vệ con lửa cấp độ 2. Cũng được á. Ồ, như vậy thì mình đã gián tiếp hoàn thành xong được cái
Mục tiêu là đi tìm kim cương để chế tạo giáp luôn rồi. Ồ, thích nhờ. Nhưng mà lỡ xuống hang rồi, thôi thì đi thêm một đoạn đi. Biết đâu mình lại có thêm kim cương mang về. Đây là một khu mỏ à? À, chính xác luôn. Mình bắt gặp một cái khu mỏ bỏ hoang. Từ từ. Có vẻ khu mỏ này cũng khá là bự á nha. Hoài. Có đồ không? Có Luli nữa nè. Vậy là một xíu về mình có thể cường hóa tiếp rồi. Mình sẽ đi dọc theo cái lối này coi coi nó còn dẫn tới cái chỗ chứa đồ nào khác hay không. Mà nó xuất hiện ngay cái chỗ thạch nhũ á, nên là khá là khó để mình luồn lách luôn. Tiếp tục là táo vàng. Thêm một cái xe mỏ chứa rương ở đây nữa nè. Thêm vàng nữa chứ. Ngoài ra thì mình sẽ nghiêng nghía bên ngoài coi. Tại vì mấy cái chỗ xung quanh khu mỏ nhiều khả năng là cũng có mấy cái quặng á. Lỡ gớ mình gặp được kim cương thì sao? Ui, ui, con sườn nó liều mạng vậy. Này thì dám đụng vô Aki tính nóng như kem. Cái hang này cũng tiềm năng lắm nha. Đây rồi, chỗ kim cương đầu tiên. Nằm cạnh khu mỏ luôn. Và à, nó có đúng một viên kim cương thôi. Nhưng mà ở phía dưới này lại có thêm nữa. Đừng nói lần này cũng một nha. Ui thiệt. Ê đâu hai. Nhưng mà có vẻ cái khu mỏ này không quá bự như mình nghĩ rồi. Đi có một xíu là hết đường mất tiêu à. Ê, nhưng mà được cái xung quanh khu mỏ này hơi bị nhiều kim cương nha. Ở đây có thêm 3 viên. Đây nữa. Khá đây. Đây là thêm một viên nữa. Nãy giờ sương sương đi xung quanh cái chỗ này là mình đã kiếm được 7 viên kim cương rồi. Ổn áp thiệt sự luôn. Nó còn lối dẫn đi xuống sâu hơn nữa nè. Con bách thuyền Ripper, Ripper bèm nó. Trước khi nó phát nổ, đó là con Ripper mù lọ. Mỗi lần nó nổ thì mình sẽ bị mất tầm nhìn trong khoảng một lúc. Khá là nguy hiểm. Lại thêm một chỗ kim cương khác. Ồ, lần này hai quặng luôn à. Ôi đâu, hai chỗ kim cương luôn. Trên kia nữa kìa. Trong hang thạch nhũ này tính ra nhiều kim cương quá nhờ. Ê, từ 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 từ. Đừng có rớt mất ổn nha. Ê, what? Không đỡ được luôn á. Mình đi đào đá để mình kiếm block trèo lên trên. Vậy mà cũng gặp được kim cương. Thời tới rồi. Thời mình tới. Rồi, lên đây đào thêm chỗ trên này nữa. Để coi. Ui. Ôi, nó liền với nhau hay sao vậy? À đâu, đây là chỗ kim cương khác nữa. Wow. Quả thật là một ngày may mắn của mình luôn ấy. Đây nữa nè. Úi giời. Thích nha, thích nha. Rồi, 20 viên kim cương rồi. 21 viên luôn. Một chuyến đi mai tuyệt vời của mình. Chưa hết đâu. Đằng xa xa mình thấy còn quặng kim cương nữa cơ. Ê, cái gì vậy? Ui, mình rớt xuống đây à. Mình bị rớt. Đây, đây, đây. Chạy qua đây liền. Cái gì đây? Cản trở người ta đào kim cương à? Thì ra các người chọn cái chết. Mình sẽ lấy Bochita để cưa bọn chúng. Thì ra các người chọn cái chết. Ủa sao bọn này trâu vậy? Ở đây, xong rồi. Lấy kim cương thôi. Ừ, được có một viên à. Có vẻ là hết rồi. Nhưng mà mình thấy cũng rất là tuyệt vời rồi. Vượt chỉ tiêu mình đề ra luôn rồi đó. Ồ, đi một lúc lại trở lại cái khu mỏ nữa. Hình như đây là một khu mỏ khác hay sao á. Mình thấy nó có xe mỏ chứa bơm. Khá là nguy hiểm. Đây còn có một cái hệ thống khác nữa. Nó xây bằng cái gỗ sim gai. Ồ, chính xác rồi, đây là một khu mỏ khác nha. Phía đằng kia còn có một cái dungeon gì nữa cơ. Qua đó xem thử coi. Lại kim cương. Nhảy xuống đào liền, sao mà bỏ được. Aku qua đó. Hi. Chạy xuống đây. Mấy cái con kia cũng ngựa ngựa mà đặt ba cô giống mình. Lọt xuống nhung nham luôn. Rồi qua đây coi coi cái rương này sẽ cho mình cái gì. Ủa, thường thường trong đây có cái thùng mà ta. Ủa kì vậy. Bịp rồi. Tiếp tục là kim cương nữa nè. Ờ nhưng mà có một viên thôi. Thôi được rồi. Nãy giờ mình đã quá là may mắn ở dưới này. Mình muốn dành thêm sự may mắn này cho cái chuyến đi tìm cái mô tần sát, để mình còn nâng cấp kiếm của mình nữa.
Liệu rằng lúc mình tìm mô tinh xác mình có may mắn như lúc tìm kim cương hay không đây? Để tìm được mô tinh xác thì chắc mình sẽ qua bên địa ngục. Mình thấy bên địa ngục là dễ tìm cái quặng đó hơn á. Let's go. Tuy nhiên thì qua đây cũng đối đầu với rất là nhiều rủi ro nha. Nhất là mấy cái tên ma heo á. Để giờ mình biến hình trước cái đã. Ê! Ôi ôi ôi! Ây! Ouch! Trời ơi, cuốn nhảy vô lòng nhung nham của mình rồi. Ui, mình sẽ bắn dây xích vô đây. Ouch! Nguy hiểm thế. Một phút bất cẩn của mình suýt nữa là bỏ mạng ở dưới cái hồ nhung nham đó rồi. Ui, phải cẩn thận hơn mới được. Đây có con zombie lửa nè. Wow. Zombie lửa cho mình cái gì? Zombie lửa thì cũng như zombie thường thôi. Cũng chỉ rơi ra thịt zombie à. Phía đằng kia còn có pháo đài địa ngục hay sao vậy? Hình như vậy. Để mình qua đấy thử. Biến hình thành Chainsaw Man. Bắn dây xích qua bên kia. Ôi thôi xong rồi, lọt xuống nhung nham nữa rồi. Bữa nay mình bắn dây xích kiểu gì vậy ta? Kiểu nó cứ bị lệch lệch á. May là mình nâng cấp nhiều máu á. Không là nãy giờ chắc cũng đi đai rồi. Rồi lần này thì bắn trúng không? Lần này trúng rồi nè. Có vẻ là hết lọt rồi. Ui. Ôi, mình đặt lock lên đi cho nó nhanh. Bắn hoài. Rồi, và cái pháo đài địa ngục này. Ủa, sao không có rương ta? Thường thường mấy cái góc này dễ có rương lắm. Ồ, trống lỏng, không có một cái rương. À đây rồi. Cuối cùng cũng có cái rương đầu tiên. Nhưng mà nó cực kỳ bèo luôn. Để coi với cái rương thứ hai này thì có đỡ hơn hay không. À, có thêm mấy cái yên ngựa. Ủa? Cái pháo đài địa ngục này không có cái chỗ spawn của quỷ lửa à? Really? Thật luôn á. Ủa bình thường là... Mình nhớ là... Hay là trong đây? À chính xác, trong đây. Trời ơi. Bè mấy con quỷ lửa này thôi. Cho ta xin cái que nào. Rồi, được một cái que đầu tiên rồi nè. Ok, như đây chắc là đã đủ để mình dùng rồi. Giờ thì đi tiếp nè. Nãy giờ chưa có gặp cái quặng Rotten Shack nào hết. Có vẻ là cái quặng đó chỉ xuất hiện ở sâu ở phía dưới lòng đất thôi. Chứ nó không xuất hiện ở lộ thiên bên ngoài ha. Khó cho mình rồi. Bắt buộc rồi, mình có thủ sẵn cái trái tim của quỷ bơm. Mượn sức mạnh của quỷ bơm để mình dò tìm cái quặng Rotten Shack cho nó dễ hơn ha. Ăn trái tim này vô một cái. Bam. Rồi, các người chuẩn bị né ra nha, ta biến hình đó. Lại gần là thành heo nổ gắn chẹo á. Này thì lì. Cho nổ bánh xác luôn. Rồi ok, giờ thì đi xuống dưới lòng đất thôi. Mình thấy cái khoảng này là vừa đủ để mình dò tìm rồi. Giờ thì biến hình thêm một lần nữa. Ok đấy. À vàng. Mình cứ tưởng là quặng Rotten Shack chứ. Mình sẽ dùng cái loại bơm mạnh nhất của mình để mình dò. Ok. What the. Mình đi tìm Rotten Shack nhưng mà lại gặp Netherite. Thôi thì lụm luôn. Quả thật hôm nay là ngày cực kỳ hên của mình luôn á. Lâu lâu thì hơi xui xíu thôi. Úi. Không chỉ hai chỗ đâu mà ba chỗ lận. Thích vậy. Một lần nổ mà tìm được tới 4 quặng mảnh vỡ cổ đại luôn. Tuyệt vời. Hướng này có vẻ hên á. Mình sẽ đi tiếp. Nữa nè. Trúng mánh rồi. Có thêm 2 quặng mảnh vỡ cổ đại nữa. Ở đây mình thấy nó nổ văng ra cái quặng. Quặng gì đây? Sulfur. À, vậy là những cái vàng vàng này là lưu huỳnh ha. Ra là vậy. Nó là lưu huỳnh. Mình có thể kết hợp với than để tạo ra thuốc súng thôi. Cái đó thì mình không cần lắm. Tiếp tục là mảnh vỡ cổ đại này. Lần này là được 3 quặng ngay một chỗ luôn. Nhưng mà ơi, đằng kia còn 3 chỗ, 3 quặng nữa. Nhưng mà mình vẫn chưa tìm được bất kỳ một cái chỗ quặng Rotten Shack nào hết. Hay là mình tìm chưa đúng tầng ta? Cũng có thể lắm. Mình sẽ thử đi lên cao một xíu. Trên cái tầng bedrock này tí. Để mình dò thử coi. Cũng vậy à. Vẫn chỉ tìm được Netherite à. Ồ đây rồi. Sau một hồi vất vả thì cuối cùng mình cũng tìm được quặng Rotten Shack đầu tiên. Và cho mình thêm 4
Tổng cộng là mình có 8 râu tàn sát rồi. Với 8 râu tàn sát thì mình chỉ mới làm được có một phôi thôi. Mình còn thiếu một phôi nữa. Như vậy là mình còn thiếu thêm 8 râu tàn sát nữa thôi. Vậy là tầng thấp như vậy vẫn có thể gặp được nó nhờ. Nhưng mà xác suất thì không cao lắm. Vậy là mình phải chịu khó hơn rồi. Mình mới phát hiện ra một cái mới. Đó chính là mình có thể tận dụng cái dòng mềm mại để mình có thể đào được cái nguyên cái khối molten này về. Rồi sau đó mình nung ra là mình sẽ được nguyên một cái phôi luôn á. Tiết kiệm rất là nhiều luôn. Nhà mình có cúp mềm mại để mình về mình lấy thử mang qua đây coi coi mình có đào được không. Hy vọng là cúp sắt có thể đào được cái lò quặng đó ha. Đây mình có đúng cây cúp mềm mại nè. Bữa giờ không có dùng tới, nay mới có dịp dùng được tới nó. Ui sao giống như không được vậy? Oh no, vậy là bắt buộc phải cúp kim cương hay sao rồi? À, Shiba, no, trời ơi, chịu luôn, tiếc thế, kế hoạch thất bại rồi. Thôi, cần cù bù mềm mại thôi chứ biết sao giờ. Đây, chỗ tiếp theo, mấy quặng. Ồ, có 1 quặng à. Đây, thêm 1 quặng nữa. Thơm. Lần này thì mấy? À lần này 2. Có tiến triển. Tiếp tục. Mấy đây? Chắc 1 á. Ờ chính xác rồi. Còn có thêm netherite nữa. Hàng tăng kèm. Lần này là 2. Gần đủ rồi. Cố lên. Úi kế bên luôn. Mấy đây? 2 tiếp. Đủ rồi. Dư luôn rồi. Thôi, đi về. Chuẩn bị về nhà và nâng cấp kiếm lên thôi. Dạ, nhưng mà đường về có vẻ hơi khó khăn nha. Về nhà chiếc này bội thu phết. Vừa có được cả đống netherite mà lại còn đủ một tành sát để có thể nâng cấp vũ khí lên nữa. Mình sẽ làm liền luôn thôi. Đầu tiên thì mình cần phải chế tạo một ít cái obsidian sát để bao quanh nó bằng những cái molten sát như vậy. Là mình đã có được cái molten ingot rồi. Kế tiếp đến thì mình sẽ làm cái que bằng hắc diệm thạch. Công thức như vậy. Rồi đặt theo công thức hình một cây kiếm. Vậy là mình sẽ có được một thanh kiếm molten sát với khả năng là đốt cháy kẻ địch luôn. Tương tự với cái dòng Fire Aspect hay sao á. Có kiếm mới là đi test liền. Giờ đánh là hơi bị cháy á nha. Ngon luôn. Đã vậy, độ bền của nó thì khá là cao. 1000 mấy lận. Dùng hơi bị lâu á nha. Yeah. Giờ mình chỉ cần lên trên cường hóa cho nó một chút sắc bén thôi. Úi dồi, là mình sẽ có một thanh kiếm cực ngon. Đánh đấm các thứ không bị lé mắt. Ôi con này nó còn có tuyệt chiêu. Kiểu như là giả chết nữa, con này khó chịu thật á chứ. Sao mà đó được. Mà bây giờ thì cái ổng của mình nó cũng sắp đi theo cái quần rồi. Nó sắp hư tới nơi rồi. Mình đang rất cần sửa chữa luôn á. Thôi được. Giờ trước mắt là mình sẽ làm lại một cái áo giáp netherite cho mình đi. Đây. Chế tạo phôi netherite. Mình sẽ có thêm 7 phôi. Sau đó thì mình sẽ sửa lại cái áo giáp kim cương của mình cho nó full độ bền lại. Chắc tốn cỡ 2 viên á. Ờ 1 viên thôi cho tiết kiệm. Sau đấy thì mình sẽ cường hóa cái áo kim cương mới này để kiếm bảo vệ thôi. Có chậm hỏng thì tốt luôn. À đây nè, có luôn nè. Bảo vệ 4 chậm hỏng 3. Giờ thì mình sẽ nâng nó lên netherite. Vậy là mình đã có lại một cái áo giáp xịn giống như lúc ban đầu rồi. Mặc vào. Quần thì mình sẽ thay bằng một cái quần sắt mặc tạm thôi, tương tự với ổn luôn. Mình sẽ dùng bằng sắt. Mình có dư kinh nghiệm nên mình cũng sẽ cường hóa để kiếm thêm một chút bảo vệ. Có luôn nè. Top. Rồi xong phim. Set giáp này tuy không phải là cái set kiểu như tốt nhất hiện tại, nhưng mà ít ra thì nó sẽ giúp ích cho mình trong cái chuyến đi săn lần này á. Còn bây giờ thì mình sẽ xin một trái tim của Bochita để mình trở lại làm Chainsaw Man thôi. Nhảy xuống, ăn trái tim vào và biến hình. Ồ, dưới này còn có Bochita đợi mình sẵn nữa nè. Ôi, nhưng mà mình lỡ đánh Bochita rồi. Bochita này mình chưa có cho ăn máu á, nên là hơi hung dữ. Rồi luôn. Ôi no. Ripper nổ Bochita banh xác rồi. Nhiệm vụ lần này là mình sẽ đi vào thành phố và sau đó đi tìm và giải cứu dân làng Thema.
Ồ, ở đây có thêm Aki nè. Wow. Vậy là mình có tổng cộng là 2 Aki luôn rồi. Ok phết. Được. Mình sẽ dắt 2 Aki đi vô thành phố kiếm Zumba dân làng chung với mình. Bữa nay cho mấy bé trong cái đội hình harem của mình ở nhà nghỉ ngơi một bữa đi. Ồ, niên kia cầm cái kiếm. Kiếm giống giống thôi, chứ không phải là đụng hàng ha. Tưởng đâu đụng hàng là mình bèm hắn luôn á. Ở kia có một ngôi làng nhưng mà bị bỏ hoang mất rồi. Còn có rất là nhiều quỷ xung quanh nữa. Mình phải qua đó kiểm tra tình hình thử coi. Liệu rằng còn bao nhiêu dân làng zombie còn sống sót? Vì cái này mình thấy là lành ít dữ nhiều rồi đó. Ôi ôi ôi, cái gì ấy? Cái gì mà hỗn chiến ở dưới đây dữ vậy? Wow, cái này là zombie thường. Còn có những con xương ở cái vùng băng ở đây nữa nè. What the heck? Hỗn loạn nha. Ôi, không xong rồi, mình lỡ chặt zombie dân làng rồi. Ôi no. Rồi, mình đánh nhầm. Trên này cũng không còn luôn. Hết thiệt rồi. Ui, tưởng đâu gặp một ngôi làng thì tỷ lệ cao mình sẽ gặp zombie. Ủa, đấy. Có. Vẫn còn zombie dân làng nhá. Cơ hội, mình sẽ bắt vô trước rồi đó. Ui, đập lóc ghê vậy. Còn zombie dân làng nào khác không? Hết rồi. À, như vậy là chỉ còn sót đúng một zombie dân làng thôi. Hên là vẫn còn đấy, không là chắc mình sẽ tiếc lắm. Rồi xung quanh đây cũng có khá là nhiều con quỷ khác nè. Để bây giờ mình xử những cái con quái vật khủng khiếp này trước đã. Rồi sau đó mình sẽ quay qua bên kia mình be mấy con quỷ sao. Rồi, bật chế độ máy cưa lên. Cưa sạch bọn chúng luôn. Càng quét. Tiếp theo là tới con quỷ đĩa này. Mình sẽ bắn dây xích vào người nó và cưa nó. Sao bữa nay con quỷ đĩa trâu vậy? Ở đây. Giờ thì nó mới chịu nè. Ồ, con nhện này được cường hóa à. Ở đây còn có con boss skeleton. Thì mình cưa nó thở coi. Ui, nó đâu rồi? What? À đây, nó tốc biến qua đây rồi. Bèm nó. Ui, nhưng mà nó hơi bị trâu luôn. Mình cưa nó đúng lâu luôn nè. Mặc dù đã ép nó vô góc rồi đó. Rồi, mình đã hại được nó. Và nó sẽ cho mình món đồ gì nào? Một cái cúp. À, con xương nó cho mình một cái cúp hiệu suất và chậm hỏng. Nhưng mà chỉ là cúp sắt thôi. Ủa, đây là ai đây? Đây là Chainsaw Devil. Quỷ cưa. À, đây là Denji á. À, ra vậy. Denji là Chainsaw Man hàng real. Còn mình là Chainsaw Man hàng hàng rep 11. Cạnh đây còn có con quỷ dơi nữa nè. Mình để mình qua mình bem nó một cái. Biết đâu nó lại cho mình thêm một mảnh đạn thì sao. Hiện tại thì mình đã tích góp được 5 mảnh đạn của tên quỷ súng rồi. Gần đủ rồi. Đây, có thể đây là mảnh đạn thứ 6 của mình á. Cưa nó. Có một mảnh đạn nha. Ngon. Cạnh đây còn có thêm tên quỷ nhện nữa nè. Tất cả các con quỷ đều có khả năng rơi ra mảnh đạn thôi. Ê, còn có cá mập nữa. Thanh niên này là quỷ cá mập nè. Xịn lắm á, thanh niên đó có cái năng lực mình thấy khá là hữu ích luôn. Đó chính là kiểu như có thể bơi xuyên tường các thứ. Rất là thích hợp trong những cái chuyến đi mai của mình. Mình có thể tìm những cái hang động dễ hơn. Đây, để mình sẽ test sức mạnh của hắn coi. Ủa, nhưng mà sao hắn không có đánh nhau nhờ? Ồ, hắn không có chịu tham chiến gì luôn á. Dân làng zombie thì mình đã giải cứu xong rồi. Nên là bây giờ chắc mình sẽ đi về nhà để mình chữa bệnh thôi. Bữa nay là mình sẽ chữa bệnh và đứng kế bên canh luôn. Không để cái trường hợp giống như hôm qua là kiểu bị zombie nó rình, nó tốc biến vô trong rồi nó ăn thịt dân làng. Như vậy thì ổn lắm. Trên đường về mình có phát hiện ở đây có quỷ thiên thần nè. Ê, thanh kiếm này xịn lắm á. Có thể tước đoạt kiểu như tuổi thọ. Ê, đừng có đụng vô tôi. God, nguy hiểm quá. Không biết mình đụng vô có sao không nữa. Mình thử nha. Ôi, mình đụng vô không sao. Ê, còn hiện tim với mình nữa. Vậy là bây giờ quỷ thiên thần đã là đồng đội của mình rồi. Wow, thích vậy. Mượn kiếm đi. Đã nha.
cái thanh kiếm này hay lắm luôn á. Bữa nào mình sẽ mượn thử thanh kiếm của quỷ thiên thần để mình có thể test thử sức mạnh nha. Cũng êm, bữa nay lại có thêm một cái thành viên mới sở hữu sức mạnh khá là vượt trội rồi đó. Từ từ thì cái đội hình săn quỷ của mình sẽ có đầy đủ là từ mấy bé harem nè, rồi tới những cái thanh niên kiểu có siêu sức mạnh các thứ như vậy nữa thì tuyệt vời luôn. Hành trình tìm và tiêu diệt tên quỷ súng có vẻ bắt đầu dễ thở hơn cho mình rồi đó. Tại vì quỷ súng là một trong những con quỷ kiểu như mạnh nhất trong đây rồi. Vì lý do an toàn nên tốt nhất là mình sẽ bắt quỷ thiên thần lại để mình tiến hành công đoạn là chữa bệnh cho dân làng. Nhưng mà đầu tiên thì mình cần phải làm cái thuốc yếu đuối trước cái đó. Cho đầu nghề vào và nấu thôi. Cho thêm tí thuốc súng nữa để mình còn ném cái lọ thuốc này vô dân làng. Lấy thêm một ít táo vàng cho dân làng ăn nữa là ok rồi đó. Lần này mình sẽ cẩn thận hơn, mình sẽ cắm cây đuốc ở đây là chắc chắn là không có sự xuất hiện của quái luôn nè. Và mới thả dân làng vô trong, cũng như là ném thuốc vào. Cho uống thuốc, rồi ăn táo đi. Ủa kỳ ta, trong đây mình hiểu vấn đề rồi. Mình không thể biến zombie dân làng thành dân làng bình thường được. Cứu xong thành cục bộ xương khô mà. Nè, công giá chàng, ui không phải một con nữa mà hai ba con luôn. What the heck? Kế hoạch thất bại à? Như vậy là chấp nhận cái sự thật là mình không thể nào có được dòng sửa chữa từ cách dạy dân làng rồi. Nhưng mà bữa nay nhân dịp mình có đồng đội mới, đó chính là quỷ thiên thần với cả là Aki, thì mình sẽ đi test sức mạnh của quỷ thiên thần thử xem liệu rằng với sức mạnh của quỷ thiên thần thì có thể đương đầu với một vài con quỷ mạnh khác hay không. Với thanh kiếm của quỷ thiên thần thì cần phải cộng dồn điểm sức mạnh để kiểu như là mình tích cái linh hồn ấy. Đây mình ví dụ mình sẽ cho quỷ thiên thần đánh nhau với những con quỷ khác đi. Wow, hiệu đứng đó càng đánh càng mạnh nhá. Hôm nay mình cho quỷ thiên thần thể hiện 100% luôn á. Từ từ quỷ thiên thần sắp đi rồi kìa, bầu thấy cả quốc bầu thấy luôn. Ủa nhưng mà quỷ thiên thần hình như cộng dồn không nhiều lắm thì phải. Đánh thử nào. Một đòn đánh gây được 18 máu. Như vậy thì thanh kiếm này chưa phát huy được tối đa sức mạnh rồi. Cạnh đây còn có nhà của Zombie Devil nữa. Ôi, what? Ê, ở đây còn có cái bẫy nữa nè. Trời, giữa đồng dưới sáng ai đặt bẫy kỳ cục vậy? Ôi, được ta, mình lấy cái bẫy này được không? Ê, được, được, mình sẽ đặt bẫy con Zombie Devil này. He, đặt bẫy con quỷ Zombie. Để coi. Ngươi qua đây. Ôi, nhưng mà nó triệu hồi nhiều đàn em quá. Mình sợ đàn em của nó sẽ đạp trúng bẫy thay vì là nó. Ui chính xác luôn, nó quýnh đàn em nó xong dính cái bẫy mình luôn rồi. À, đặt bẫy thất bại rồi. Giờ mình sẽ biến hình, sau đó kêu cáo ra trước. Rồi, tấn công. Mình sẽ cưa con quỷ zombie đây. Lần này mình sẽ đánh giáp lá cạ cho nó luôn, không hề rén nó đâu. Mình đã có đồng đội, các thứ hỗ trợ mà. Ui ui, ổn không vậy? Hơi căng nha. Nó cứ kêu đệ ra liên tục luôn á, con quỷ zombie này. Chết tiệt thiệt. Chiến thuật này không hay ho tí nào đâu. Mày đi dám kêu đàn em đi hả? Cưa nó luôn. Bữa nay thì mình đã hạ con quỷ zombie này theo phong cách của Chainsaw Man rồi. Lần trước thì mình dùng sức mạnh của Aki mới hạ được nó, còn lần này thì không cần tới luôn. Tuy hơi lâu một xíu nhưng mà cũng không có quá là mất máu ha. Ổn áp phết. Chỉ tiếc một điều là con quỷ đó nó không có rơi ra cho mình cái mảnh đạn thôi. Ủa? Ở đây là cái chỗ gì đây? Khoan. Từ từ, để mình với quỷ thiên thần xuống đây khám phá tình hình. Nhỏ đâu dưới này có quỷ á. Let's go. À, cái chỗ này là cái chỗ có súng của cái thanh niên cầm súng. Nè. What the heck? Ui, sao hắn trâu vậy? Ui căng nha. Cái tên này trâu lắm. Để mình coi lượng máu khoảng cái đó. 600 máu, what? Cái thanh niên này 600 máu lận. Mình sẽ kêu Aki ra. Hai Aki luôn. Để tiếp mình hạ cái tên này. Mình đứng ngoài mình chỉ đạo thôi. Đúng rồi, bêm hắn đi, dồn hắn vô góc. Ủa, trời ơi, chớp 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 chớp. Chớp dữ ơi.
Ui ui ui, hắn bắn mình. Ui, mình gần hết máu rồi, cẩn thận nha. Mình phải hồi phục phần trăm máu lại á. Rồi, hai Aki và một quỷ thiên thần xúm lại đánh mà muốn không kéo nổi máu của hắn xuống luôn kìa. Hắn trâu thật. Wow, quýnh vô cái guộng luôn kìa. Đánh từ bên ngoài vô tới trong guộng luôn. Rồi, lụm cục kẹo hắn rồi. Và hắn có rơi ra gì không? Một cái ủng, hắn rơi ra một cái ủng gì đó. Chưa, để mình cho những người đồng đội của mình vô trong trước rồi đó. Quỷ thiên thần vô trong luôn đi. Trở lại với cái ủng. Đây là cái ủng Netherite, nhưng mà nó full độ bền. Tốt quá nè. Vậy là mình có ủng Netherite để thay thế rồi. Quá là đã luôn. Gần tới nhà thì mình phát hiện ra ở đây còn có thêm một quỷ thiên thần khác. Mình có ý này. Hay là mình sẽ thử tác động vật lý vô quỷ thiên thần xem sức mạnh của quỷ thiên thần như thế nào. Hồi nãy đánh zombie các thứ thì mình không thấy quỷ thiên thần mạnh lắm. Nhưng mà rõ ràng quỷ thiên thần có cái năng lực là chạm một phát là đi luôn mà. Đúng không? Không đi lắm nha. Ê, sao lọt xuống đây rồi? Ồ, như vậy thì quỷ thiên thần không có khả năng cướp lấy kiểu như linh hồn hay là tuổi thọ của mình. À, ra là vậy. Ripper. Chắc là mình phải sổ thanh kiếm đó thì mới test được cái sức mạnh thực sự của quỷ thiên thần ấy. Đợi đấy. Như vậy thì sau một cái trận chiến với một con boss nhiều máu thì mình thấy sức mạnh của hai Aki và một quỷ thiên thần vẫn chưa đạt ở mức cao nhất. Như vậy thì khó lòng mà đương đầu với quỷ súng nha. Tại vì quỷ súng nhiều khi có thể one shot được mình với tất cả các đồng đội của mình luôn á. Thế nên là mình sẽ không nên phụ thuộc sức mạnh quá nhiều vào đồng đội. Mình phải cố gắng trở nên mạnh hơn mới được. Nhưng mà nói chung bữa nay cũng hên rồi. Đánh boss có được cái ủng Netherite nè. Rồi thêm một cái zombie core. Còn chế tạo thêm được một thanh kiếm mới khá là mạnh nữa. Sẵn sàng cho những chuyến đi săn quỷ kế tiếp rồi. Chỉ tiếc là hôm nay mình chưa có gặp lại cái tên quỷ Katana thôi. Nên là trong những chuyến đi sắp tới, hy vọng là mình sẽ săn thêm được cái tên quỷ Katana nó để mình có thể lấy được trái tim của hắn và trở thành Katana Man thử ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trên các hành trình săn tìm những con quỷ còn lại. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.